không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Thụ quân, tội nghiệp con của tôi, Giang Tử Hồng, mau trả con gái cho tôi. Sao trong một ngày có bao nhiêu người chết như vậy mà con còn chưa chết? Là con đi giết chết con gái của tôi. Tôi phải liều mạng với con. Dì Phương, dì Phương. Gì à? Dì. Dì không mà sao chứ? Đứng lên. Nè, đứng lên, cẩn thận đó. Dì không sao chứ? Thục quân. Ây da, tốt lắm. Coi như trời có mắt, cuối cùng con cũng quay về bên cạnh mẹ. Con có biết là mẹ nhớ con lắm không? Mẹ, con cũng rất nhớ mẹ. Con đi đâu mà mấy năm không có về nhà? Mẹ còn tưởng con bị tên khốn Giang Tử Hồng đó hại chết nữa rồi chứ. Mẹ, hay là để con dìu mẹ về nhà rồi mới từ từ kể cho mẹ nghe. Hả? Về nhà? À, được. Chúng ta về nhà đi. Nè, mau về nhà. Nè, mau lên, đi về nhà. Dạ được, từ từ. Ủa, đi. Ủa, dì Phương. Từ từ. Má Dương, chị hãy lo cho cô Trương và dì Phương nha. Đưa họ đi rút lui càng sớm càng tốt. Dạ, đội trưởng. Giang Thượng Hồng, mày nhìn cho rõ đây. Cổ là người yêu của mày, là vợ chưa cưới của mày đó. Có gan thì có bắn đi, tự tay giết chết vợ của mày luôn đi. Bắn đi, bắn mau đi, bắn đi. Đội trưởng, bắn đi. Nói, mau kêu chồng của cô, kêu chồng của cô lập tức đầu hàng. Nếu không, tôi bắn chết cô luôn. Hãy nói mau đi. Thượng Hồng, bao nhiêu năm nay anh chưa hề nói yêu em bao giờ. Thật ra trong lòng em thật sự rất hy vọng được nghe anh nói yêu em. Thượng Hồng, tuy rằng hai ta vẫn chưa thành thân, nhưng mà trong lòng của em đã coi mình là người của anh rồi. Chỉ cần anh chịu nói yêu em, dù bắt em phải chết ngay bây giờ em cũng không hối hận đâu. Thục quân, anh đừng bao giờ khóc nhờ. Ở trong lòng của em, anh luôn là anh hùng của em, là anh hùng của tất cả mọi người. Họ cũng yêu mến anh giống như em vậy. Anh hãy mau bắn đi, đừng có lo cho em nữa. Anh cứu không được đâu.
anh còn không bắn, anh sẽ phải hy sinh luôn họ đó. Giang Thượng Hồng, hãy mau đầu hàng đi. Đầu hàng mau lên. Thượng Hồng, em chỉ mong anh có thể nói với em rằng anh yêu em. Nếu anh thật lòng thì anh mau bắn em đi. Bắn lẹ lên. Thục Quân, anh yêu em, anh mãi mãi yêu em. Thục Quân, em có biết anh đã trải qua 183 ngày như thế nào không? Suốt thời gian này anh đều nhớ đến em. Anh hy vọng mỗi đêm đều có thể mơ thấy em và nói với em rằng anh rất 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 yêu em. Anh đã từng muốn chết chung với em, nhưng anh biết em không muốn anh làm gì. Em muốn anh phải sống thật tốt. Nếu như anh chết, anh sẽ càng có lỗi với em. Thục Quân, anh hứa với em, anh sẽ không chết. Anh sẽ bảo vệ mình thật tốt, giúp em chăm sóc má của em, để má của em được an hưởng tuổi già. Và dẫn dắt đội du kích đánh đuổi bọn Nhật Bản, đánh đến khi họ ra khỏi đất nước của mình. Anh sẽ không để cho em hy sinh vô ích. Bắt đầu từ bây giờ, anh không chìm mình trong đau thương nữa. Thục Quân, em luôn là cô gái lạc quan yêu đời. Em cho anh và mọi người niềm vui và tiếng cười của em. Anh nhất định sẽ giúp em tiếp tục duy trì nụ cười này, để cho tất cả mọi người cảm nhận được niềm vui này của em, cho đến mãi mãi và mãi mãi. Giang Thượng Hồng, mày mau ra đây. Cái thằng khốn chết tiệt này, mau ra đây. Nguy hiểm lắm nè, rất là nguy hiểm nè. Mau cút ra đây, tao phải báo thù thay cho con gái. Cái thằng khốn chết tiệt còn tưởng trốn đi chỗ khác lánh mặt là được. Dì Phương à, bình tĩnh đi. Con biết bây giờ hắn đang ở đâu mà. Để con dẫn dì đi tìm hắn. Mau dẫn ta đi tìm nó đi. Được, mình đi. Thằng khốn chết tiệt, mày tàn nhẫn lắm. Là mày đã bắn chết Thục Quân, chính mày đã giết chết nó. Nó là vợ chưa cưới của mày mà. Mày có còn là người hay không hả? Có còn tính người hay không? Mày đã hại chết Thục Quân. Ông trời bất công thiệt đó, Thục Quân à. Thì ra vợ chưa cưới của ảnh gì vậy mà chết? Những tên lính Nhật Bổn không có tánh người hai, Thục Quân phải chết. Họ quả thật rất ân ái, giống dự định là kết hôn. Sau khi Thục Quân qua đời, dì Phương đã lâm bệnh nặng. Sau khi khỏi bệnh trở nên như vậy,
Bây giờ dì ấy không có nhận ra đội trưởng nữa, chỉ biết kêu là thằng GMF. Một khi phát bệnh thì kéo đội trưởng đi báo thù. Đội trưởng đối xử tốt với dì lắm, thật sự coi dì là mẹ ruột của mình. Tôi hiểu trong lòng đội trưởng Giang đau đớn tới cỡ nào. Đương nhiên là đau. Tất cả dân làng chúng tôi đều biết ảnh thà mình là người bị chết. Tôi cũng vậy. Hả? Ý của tôi muốn nói là tôi thật hiểu được cảm giác đó. Nếu đội trưởng không có làm như vậy, những người trong thôn chúng ta đều thiệt mạng. Có thể nói tất cả những người trong thôn chúng ta đều do đội trưởng cứu. Anh thật sự rất vĩ đại. Với lại cô đừng có nhìn ảnh thường xuyên cười với mọi người. Thật ra chỉ vì ảnh không muốn đem sự đau khổ cho những người khác. Anh muốn mọi người đều sống vui vẻ. Ảnh thật sự là người anh hùng của ngôi làng này. Thổ Quân, Thổ Quân, Thổ Quân à, Thổ Quân, con đang ở đâu? Thổ Quân. Thôi không nói với cô nữa, tôi ra ngoài coi tình hình thế nào. Đã làm phiền cô coi chừng dì Phương giùm, chừng nào rút lui sẽ qua thông báo với cô. Thổ Quân, Thổ Quân, con đang ở đâu? Thổ Quân, Thổ Quân, Thổ Quân, Thổ Quân, con đang ở đâu vậy? Con đang ở đâu, Thổ Quân? Thường Hồng, đã là ngày thứ 57. Cuối cùng em cũng không kiềm chế được bản thân mình, phải viết thư cho anh. À, làm ơn, có thư của tôi hay không? Hình như là không có, để tôi tìm kỹ lại coi. Thôi không cần nữa, cảm ơn anh. Anh Thường Hồng, em biết anh phải đi đánh đuổi bọn quân Nhật Bản. Anh đang chiến đấu vì tất cả mọi người. Nhưng mà anh có biết rằng em thiệt nhớ anh lắm hay không? Em thật sự rất yêu anh. Mặc dù anh sẽ không chịu nói ngay trước mặt em, em cũng hy vọng anh có thể viết thư cho em. Anh biết tận tay mai áo tặng em, chọn kiểu mà em thích nhất. Em thiệt rất vui. Nhưng anh vẫn không chịu nói cho em nghe. Anh nhớ em tới cỡ nào, yêu em tới cỡ nào. Thường Hồng, em thiệt rất muốn nghe anh tận miệng nói một lần anh yêu em. Anh Thế Kỳ, em cũng rất muốn được nghe anh nói một lần anh yêu em. Em biết anh là một vị đại anh hùng, nên em luôn không dám nói cho anh nghe. Sợ anh sẽ khinh rẻ em, sợ anh chê là em phiền, nên em kiềm chế bản thân không dám viết thư cho anh. Dù em đã viết rồi, cũng không biết mình có dũng cảm đưa cho anh coi hay không. Thường Hồng, em biết anh đang đấu tranh vì dân tộc, vì tổ quốc. Em không nên chỉ lo nghĩ chuyện yêu đương với anh. Em không nên quấy rầy anh. Em sẽ đợi anh, đợi anh đánh lui hết bọn quân Nhật Bản, đợi tới khi chúng ta có thể an cư lạc nghiệp rồi mới đưa bức thư này cho anh. Tới chừng đó, anh ngày nào cũng sẽ chính miệng nói với em anh yêu em tới cỡ nào. Thục Quân. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ tận tay giao bức thư này cho anh giúp cô, để hoàn thành nguyện vọng của cô. Được rồi, đi đi. Nè, nhớ đi theo tôi ha, đừng có để bị lạc. Chúng ta phải rút lui rồi. Bình tĩnh nha, đừng có sợ, cứ đi theo chúng tôi là được. Lập tức báo cáo với tổng bộ,
là dân làng, họ đang bỏ trốn đó. Dạ. Hồ ly gọi hổ. Hồ ly gọi hổ. Mọi việc trong làng vẫn bình thường. Hãy hạ lệnh cho cả đội lập tức tiến vào làng ngay, giết hết không tha. Nè anh biết nói tiếng Nhật hả? Phải. Còn anh là người ở đâu vậy? Nại Lương. Ồ, trước kia tôi cũng đã từng sống tại Nại Lương. Ồ, thật vậy à? Đội trưởng, tôi không tốt bụng giống như anh để cho hắn chết dễ dàng như vậy. Đối mặt với kẻ thù đương nhiên phải nhẫn tâm, nhưng không thể quá tàn nhẫn. Nếu không, mình và quân Nhật đâu có gì khác biệt. Anh hiểu chứ? Dạ rõ. Tất cả nghe đây, lập tức thông báo với người trong làng, mau rút lui. Lần này không phải chúng ta chỉ thắng, mà phải thắng một trận dễ dàng. Khi quân Nhật đã vào trong làng, không để cho họ thoát thân. Dạ. Dạ, đội trưởng. Cô Trương à, cô Trương. Chuyện gì vậy má Dương, cần phải rút lui à? Đúng, đột nhiên nhận được chỉ thị phải nhanh chóng rút lui. Cũng may là rời khỏi được một nửa. Dì Phương đâu? Dì còn chưa thức dậy, để tôi vào trong đánh thức dì. Ồ, vậy hả? Bây giờ tôi còn phải quay về coi còn sót ai không. Cô và dì Phương hãy đi về phía cuối làng, sẽ có người ở đó đón các người. Nhớ nhà cuối làng đó. Dì Phương, dì Phương, dì Phương, dì Phương, dì Phương, dì Phương, dì Phương. Đội trưởng Giang, má Dương, tôi là Trương Ký Sinh nè. Dì Phương không biết đi đâu mất rồi, có ai không? Mới đây tôi đã đi hết rồi. Đội trưởng Giang, đội trưởng Giang, đội trưởng Giang, đội trưởng Giang. Dì Phương, thì ra là dì ở đây hả? Làm con sợ muốn chết luôn. Dì Phương, tôi đâu có quen với cô là ai vậy? Mẹ à, con là thuộc quân nè, chúng ta mau đi đi. Ê dạ, cô nói láo, sao cô lại giả mạo thuộc quân nhà tôi? Thuộc quân ở đây nè. Không phải đâu mẹ à, mẹ nhìn kỹ đi, cái áo này là cái áo mà con thích mặc nhất, mẹ có nhớ hay không? Mẹ nhìn đi. Con đúng là thuộc quân hả? Ừ. Vậy cổ là ai? Ê, cổ hả? Cổ chính là người đàn bà tên chết tiệt đó giấu ở đây nè. Mẹ coi, hai người họ cùng nhau trốn ở trong này nè. Chúng ta mau đi đi, anh râu mép đang đợi chúng ta. Người đàn bà này ở bên thằng khốn chết tiệt này, cổ chắc chắn cũng không phải là người tốt. Ây da, vậy chúng ta mau đi tìm anh râu mép. Mẹ không muốn nhìn thấy đôi dân phu dâm phụ này nữa. Râu mép mới là người đáng nương tựa. Con gái, phải, chúng đi. Ta mau đi đi. Chỗ này không ai là người xin lỗi tốt nha. Đi mau, đi đi. Râu mép, anh râu mép à? Ê, râu nè, mép. Nè. Anh râu mép đang đợi chúng ta ở cuối làng. Vậy chúng ta mau qua đó. Ờ. Râu mép à? Cẩn thận nha dì Phương. Râu mép. Từ từ. Nè, cẩn thận. Dì Phương. Mẹ. Con gái. Mẹ. Con à, con đang ở đâu? Con à, con gái. Mẹ. Nè, qua đây. Đừng có sợ. Mẹ bảo vệ cho con. Đừng sợ. Mẹ không sợ chết. Mẹ liều mạng với bọn Nhật Bản hả? Mẹ sẽ bảo vệ cho con. Mẹ sẽ liều mạng với bọn họ. Mẹ, có mẹ ở đây con không sợ đâu. Chúng ta mau đi. Nè, mau lên.
Mọi người đã vào vị trí, chúng ta cứ làm theo kế hoạch, đánh cho bọn Nhật một trận tả tơi, giết hết không tha. Dạ, thưa đội trưởng. Lại lên. Dạ, dạ, dạ. Lên, dạ, mau lên. Thục quân, đừng để cho họ nhìn thấy chúng ta. Thục quân à, mẹ không có sợ. Mẹ đã mấy chục tuổi rồi, dù phải chết mẹ cũng không thấy đáng tiếc. Chúng ta chắc chắn sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Thục quân, chỉ cần mẹ vẫn còn hơi thở cuối cùng, mẹ chắc chắn sẽ bảo vệ cho sự an toàn của con. Nhưng con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Dù xảy ra chuyện gì, con cũng đừng bận tâm tới mẹ. Con phải suy nghĩ cho bản thân, hãy tiếp tục sống thiệt tốt. Cho dù mẹ phải chết, cũng có thể chết an lòng. Mẹ, con sẽ không đi đâu hết. Con phải ở bên cạnh của mẹ. Con không sợ chết. Nếu có chết thì chúng ta cùng chết chung. Thục quân, con hiếu thảo với mẹ như vậy, mẹ mừng lắm. Con không thể chết được. Con không thể chết được. Thục quân, mẹ không còn cách nào khác. Con đừng có trách mẹ. Mở cửa đi. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa mau. Mở cửa đi. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Nè, mở cửa đi. Mở cửa. Mở cửa. Lục soát. Dạ. Dạ. Xin đừng giết tôi. Xin đừng giết tôi. Đừng đừng. Là bà già xấu xí rồi. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Chạy coi, mau lên. Chạy mau đi. Chạy mau đây. Chạy coi. Chạy. Đừng giết tôi. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.